Cô xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép cô xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có dân ma, dân quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiếp tục quay trở lại cái khu nghĩa địa mà cũng khá lâu rồi. Thì con ở đến đây một lần đó nha. Thì con cũng đã giúp đỡ được một vong linh của một cô gái. Thì ngày hôm nay do là con cũng gọi là không có công chuyện làm đó nha, cho nên là thất nghiệp. Rồi con mới quyết định là đi đến khu nghĩa địa này để mà khám phá, để tìm hiểu xem coi ngày hôm nay mình đủ duyên với vong linh nào trên đây, để mình có thể là mình trước á, để mình cúng kiến, sau đó mình sẽ chỉ đường chỉ lối, mình gửi họ đi về chùa về núi để cho họ tu hiền tu lành, để sớm đi được thay chuyển kiếp luân hồi, để làm kiếp người mới nha cả nhà. Thì cả nhà mình chắc cũng biết khu nghĩa địa này, lần trước con cũng đến đây cả nhà, thì rất là nhiều phần mộ. Thì bây giờ thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong đây để mình khám phá nha cả nhà. Không biết ngày hôm nay mình có duyên với những vong linh nào trong cái khu nghĩa địa này nha cả nhà. Hey, nhà thấy khu nghĩa địa này rất là rộng lớn cả nhà. Mình không biết là mình đi vào cái hướng nào luôn cả nhà. Quá trời rộng rồi. Để con kiếm đường con đi cả nhà. Nhà thấy rộng ghê quá nha. Mình đi này giờ dạng như là mình đi cầu may thôi. Chứ không biết là có đủ duyên không. Vô đây chắc phải đủ duyên mới gặp được cả nhà. Còn nếu không đủ duyên cũng khó mà gặp. Đường chắc dễ đi nè cả nhà. Thì mong cả nhà mình xem video thì có thể để lại con xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm động lực, tạo thêm tinh thần để con có thể tiếp tục đi khám phá và tiếp tục đi giúp đỡ những vong linh ở cõi ta bà này có thể được ấm no, và được đầy đủ và được nơi trú ngụ luôn nha cả nhà. Sao không thấy ta? Mình tiếp tục nha cả nhà, mình đi sâu vào trong đây coi xem sao. Ê, như ở đây qua mưa hay gì cả nhà. Wow. Đây như qua mưa hay gì cả nhà. Không thấy gì trơn đâu. Không biết ngày nay đủ gì không đây. Chỗ này mình đi qua chỗ này đi. Ui, qua kia nguy hiểm quá. Kìa cái nhà ơi. Cái nhà thấy không nha? Có bóng bên kia cái nhà. Ủa? Mới thấy mình khóc này mới mất tiêu cái nhà. Mình kiếm đường qua đó cả nhà. Ây da. Ok ta. Mới thấy đứng dỗ giữa bốn cái phòng mộ nữa nha. Sao nãy vô không thấy ta.
Giờ ngày hôm nay mình có duyên với một con linh nha, nhưng mình chưa biết là nam nữ như cả nhà. Đứng đứng ngay luôn nè cả nhà, phải đứng ngay luôn nè. Kỳ ta. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào vong nha. Thì ai đã xuất hiện ra giao tiếp với chuyện tôi thì có thể kỳ chưa. Mất tiêu luôn rồi cả nhà. Kìa. Để đặt máy vô nha cả nhà. Đặt máy vô nha cả nhà. Ủa? Thầy đứng trên kia. Chúng tôi xin chào vong. Tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ và cúng kiến cho các vong linh ở trong khu nghĩa địa này để thể dùng được những phần lễ thôi, chứ tôi không có ý gì xấu nha. Sao biết mất tiêu nữa trời. Ồ, đây có chuyện có người lấy cốt về này kìa. Sao đứng không thấy ta. Rõ ràng thấy đứng ngay luôn nữa nha. Kỳ ta. Ồ, kìa cái nhà, kìa đứng đó đi cái nhà. Đi, quay gì đó lên cái nhà. Dạ, cho mày khó lại vậy. Tiêu rồi. Kì vậy? Kì ta. Mới thấy mong tiêu thôi nha. Thì vong đã xuất hiện ra chưa tôi thấy. Thì mong rằng mong có thể giao tiếp nói chuyện tôi được không ạ? Kỳ ta. Hôm nay tôi đến đây thì cũng có mang theo cơm, bánh và trái cây để giúp cho các vong. Thì tôi hy vọng rằng vong có thể hoan hỷ ha. Rõ ràng thấy đảo hình dòng nó mất tiêu nữa rồi cả nhà. Kìa. Cái khu vực này chung là rất là rậm rạp cả nhà. Giờ là không biết ở đâu mà kiếm luôn á. Giờ mình chỉ cầu duyên thôi. Hình như cái chỗ này chỗ này cũng người ta cũng thấy nè cả nhà. Thấy không? Cái phần mộ rồi. Giờ mình chỉ cầu duyên thôi cả nhà. Giờ không biết đâu. Thì mình rõ ràng là nãy thấy đứng ngay đây nè cả nhà. Thì xong qua tới bên cái phần mộ màu xanh xanh bên đó đó. Rồi về tới đây mất tiêu nữa rồi. Các nhà thấy không? Những phần mộ trùng trùng điệp điệp luôn.
khó thì phải thiệt chứ. Bảo đảm vòng vòng đây nè cả nhà, chứ không đi xa đâu. Mình vậy chỉ như sợ hay là ở trên cái cây này ta, kiểu như còn sợ mình nữa cả nhà. Tại vì cả nhà không biết là chỗ chú ngủ thì thường thường là chỉ lên quẩn vòng vòng đây thôi, còn những chỗ khác là để những vong linh khác, chứ đâu có thể mà ở toàn gì ơi thôi. Cả nhà thấy không, ngồi thuốc bên cái phòng ngủ đó kìa, nhà thấy không nha. Rồi đi qua bển, rồi qua tới bển rồi, qua tới bển này, qua tới bển này. Ủa mất tiêu rồi, bỏ gan thấy ngồi đó cả nhà, mình tìm cách kiếm chỗ qua đây coi, điện ngực đi lên ta tụng mấy không, từ từ mình từ từ không qua đó nha cả nhà, nhiều khi vong hẹn mình đó cái dẫn mình qua đó, cái mình qua tới bển cái phòng lại biến về ngay đây, chứ mình nhìn kỹ vòng vòng thấy được, bảo đảm vòng vòng lại quẩn hay không mà, chứ mình đâu xa đâu. Kỳ ta, không mình đi bển đi cả nhà này. Ồ, đây có một phòng mộ nữa cả nhà. Thì hôm nay tôi đến đây thì chủ yếu thì muốn giúp đỡ cho các vong linh thôi, thì mong vòng phong phải hoan hỷ đi để tôi cúng kiến cho Dũng. Tôi biết rằng vong rất là đói khát, rất là lạnh lẽo, tôi đến đây tôi chủ yếu là muốn đưa vong đi về chùa về núi để cho vong tu hành học đạo, để sớm được đi được thai chứng kiếp luân hồi để làm kiếp người mới thôi, chứ tôi có gì xấu đâu. Lẽ mình kiếm hoài không được, chắc mình phải cúng quá cả nhà. Có cả nhà, mình cúng cả nhà. Hay là vong dẫn mình qua đây, chỗ này có chỗ trống nè cả nhà, bên kia nãy mình thấy đâu thấy chỗ trống rồi ta, chắc vong dẫn mình qua đây để mình cúng cái bàn nghi thức cả nhà, để con mình sẽ lập cái bàn cúng ở đây cả nhà. Đang sửa cái máy là cả nhà. Nam mô Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay thì tôi đến đây thì tôi chủ yếu là muốn giúp đỡ và cúng kiến cho các vong linh đang lang thang vất vưởng cõi ta bà này, ở trên cục thổ này, để được no ấm đầy đủ. Thì tôi sẽ chỉ đường chỉ lối để đi về chùa về núi để tu hành học đạo. Thì tôi hy vọng rằng hồi nãy giờ thì ai đã xuất hiện tôi thấy thì có thể là cho tôi phép tôi xin cúng một cái phần lễ nhỏ nhỏ, để cho vong có thể tạm dùng đỡ,
Rồi sau đó tôi sẽ vào tôi chỉ đường đi lối cho Phong được đi về chùa Bình Huế tu tập, tu hiện tu lành nha. Thật sự là tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho các vong linh thôi, chứ tôi không phải người xấu, không phải đến đây để bắt vong hay là xua đuổi vong khỏi cục thổ gì đâu. Thì tôi hy vọng rằng vong mới hoan hỷ nha. Không biết cái nào nữa nha. Rồi để cùng cúng cái này. Mình ngồi đi. Không biết giờ mình hiền hay dữ, mình ngồi vách này chắc nha. Cái dựa ở đây cũng đỡ. Không biết anh đừng có lấy cơm kìa. Còn xíu như cái nhà để con thắp ba nén hương cho vong hưởng cái. Rồi mình thích cách mình vào mình giúp đỡ vong nha cái nhà. Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần từ địa cục thổ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ cho các vong linh đang lang thang đói khát trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong rằng các ngài các ông cảm ứng chứng minh đồng hành của con, hoan hỷ hỷ xả cho những vong linh đang trú ngụ ở đây được ra hưởng với phần lễ mà con mang tới, để cho họ được ấm lòng no dạ đỡ lạnh hơn. Con xin phép các ngài các ông cho đưa họ đi về chùa về núi để cho họ tu hiền tu lành, để sớm được đầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm một kiếp người mới. Thì Nam Mô rồi các nhà. Thì mình xin phép để bạn thức nha các nhà.
Chào Phong. Ủa, ý trời ơi, cái nhà vong linh hồi nãy mình thấy cái nhà có ra dùng những phần lễ mà con cúng nữa nha. Nhưng mà vào sao tự nhiên chưa hết biết mất tiêu rồi trời. Để con thử con cầu cái vong linh này ra không cả nha. Dạ Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không chịu ra luôn cả nhà ơi. Dùng lễ của mình rồi bây giờ không chịu ra luôn rồi. Dạ Mô Phật, thì tôi đến đây thì Phong cũng thấy rồi đó, rồi tôi chỉ là muốn cúng kiến giúp đỡ cho các ông linh ở trong cục thổ, trong khu nghĩa địa này để được đi về chùa về núi thôi, chứ tôi không có gì xấu. Thì mong rằng Phong có thể hoan hỷ, bình tĩnh đừng có sợ tôi nha. Thì nói chung là ngày hôm nay thì chắc có lẽ tôi với Phong cũng như chưa gọi là có duyên ở đây để mình đưa Vong đi về chùa. Thì tôi hy vọng rằng lần sau tôi tới thì Vong sẽ suy nghĩ lại những cái điều mà tôi nói, thì cũng hoan hỷ là nếu Vong chấp nhận thì Vong có thể xuất hiện ra để giao tiếp nói chuyện với tôi. Thì nếu như là nói thật lòng tôi là một người đi bắt Vong hay phá rối Vong gì đó, thì tôi thấy Vong là tôi lại bắt rồi, cần gì mà phải tìm kiếm, cần gì phải nói chuyện với Vong làm gì. Rồi cái nhà, thì ngày hôm nay đi ban ngày thì chắc có lẽ cũng không gọi là suôn sẻ cả nha. Thì cũng đã gặp Vong nhưng mà không có đủ duyên để mà giúp đỡ Vong đi về chùa. Thôi khi ra vọng rằng vài hôm nữa con rảnh con sẽ quay trở lại đây rồi tiếp tục để khuyên giải vô cái vong linh này để đưa Vong đi về chùa núi cả nha. Thì cái nhà cũng biết rồi. Thì những vong linh thì thường hay trú ngụ một chỗ lắm, thì vẫn lanh quẩn trong vòng này thôi, chứ đâu xa đâu. Nhưng mà nhiều khi mình
thứ nhất là chưa đủ duyên, thứ hai nhiều khi Phong cũng sợ đó nha, cho nên Phong chưa chấp nhận để mà giao tiếp với chị mình. Dạ thì con xin phép kết thúc cái video đây luôn. Thì cuối clip thì cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình người thân của mình, đặc biệt thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thật tâm an lạc trong việc cuộc sống ạ. Dạ xin chào và hẹn gặp lại mình ở những clip tiếp theo.